sắp có chồng rồi mà nhắn tin với ai vui vẻ vậy? Rồi mưa gió cũng về nhà nữa hả Út? Thì nhớ hai chứ sao? Có không đó, hèn chi mưa bão lớn quá trời luôn nè. Ủa, ba mẹ đâu rồi hai? À, ba mẹ đi đám giỗ ở nhà ông Bảy đó. Mà chắc có lẽ tại vì trời mưa nên về không có được. Ủa mà em rể ở đâu mà Út về có một mình vậy? Thôi, hai đừng nhắc tới ổng nữa. Hôm bữa là hứa là chở em về, mà xong rồi bạn tới rủ nhậu ở nhà tiếp bạn không có đi. Tiếc chắc em ghét em bỏ luôn á. Ủa mà hôm bữa nó về đám giỗ chơi á, nó ngồi giữa nhà nó nói với mọi người nó hứa nó bỏ rượu mà. Ổng nói vậy mà hai cũng tin nữa hả? Ổng bỏ em thì bỏ, chứ bỏ nhậu chắc còn lâu. Mà hai đó nha, phải lấy gương của em nè, là tránh xa mấy cái thằng mà nhậu nhẹt say xỉn ra đi nha. Tối ngày nhậu nhẹt say xỉn, bỏ bê vợ con, không có lo được gì hết á. Ủa, vậy nhớ trước khi cưới á, em nói á là phải cưới một người như thằng Toàn nè, vừa giỏi, vừa quan tâm cái chăm sóc gia đình mà. Rồi sao mà bây giờ mà chê dữ vậy? Thì lúc trước em yêu mù quáng nên bị lừa, bây giờ mới sáng mắt ra nè, trông coi có mỗi căn nhà thôi á, đáng ra là xong lâu rồi. Mà ổng có bài vẽ ra nhậu với mấy ông thợ hồ á, tới bây giờ mới xong đó. Đã vậy nhậu vô còn đổi tính đổi nết, từ dưới em chạy dắt vô nhà còn đập phá đồ đạc nữa chứ. Cái gì, nó nhậu xỉn vô mà hả, nó đánh vợ đánh con nữa hả? Như vậy là không có được rồi đó. Mà em có nói cho ba mẹ nghe không? Chuyện cũng qua lâu rồi hai, không có sao hết đó. Có chuyện gì phải nói cho hai biết nghe chưa? Dạ. À, nhà cũng sắp xong rồi đó, Út định lại mấy bàn vậy? À, nhắc mới nhớ, hôm bữa bạn em qua, nó có cho bình rượu, nó nói là rượu quý, năm thảo mộc gì đó lâu năm rồi. Anh Toàn anh thử, anh cũng nói ngon, anh đòi uống mới sợ chứ, mà em đâu có cho. Rượu ngon thì phải để tân gia, mời bà con tới chơi chứ. Chứ mà để con sâu rượu nhà anh uống, tới đó chắc còn có bình không luôn á. Sâu rượu, Út nói quá không vậy? Út cứ nói vậy hả, người ta cứ tưởng á là hả Út đi cưới nhà con sâu rượu về đó. Em có nói quá đâu hai, ổng á ngoài cái chuyện là con sâu rượu, ổng còn là trùm lụi nữa đó. Trùm lụi là sao? Là tự quyết theo ý của mình, ổng có coi vợ ra gì hết á. Hai nghĩ đi, căn nhà là nhà của chung mà ổng có làm theo ý của ổng không à. Từ sân tường gạch rồi tới đồ đạc trong nhà, hôm bữa em đã năn nỉ theo ý em một lần rồi, mà tới lúc ổng đi mua lại theo ý của ổng nữa. Trời ơi, nhắc tới mà tức. Thôi thôi thôi, bớt nóng đi Út ơi, về tới nhà là xả ra như cái máy phát vậy đó. Nói xấu chồng nói gì không vừa thôi. À, thử coi tới lúc hai cưới chồng thì có giống em không nha. À mẹ em có mua cho hai cây son nè. Cây son mà Út nói với hai á hả? Thử đi. Đẹp hơn. Nè, rồi nhà cửa cũng sắp xong xuôi hết rồi. Hôm nay là ba mình nhậu một buổi coi như là tiền tân gia nha. Ok luôn. Rồi vô đi, vô. Anh, đi. Anh em mình vô cái. Bữa nay vô đã. À, ê, cái rượu gì khô uống dữ vậy? Khô uống thiệt mày ơi. À, cái rượu này là của ông bác tao ngoài Hà Nội mang vô. Tao tưởng rượu ngon mang hôm nay ra đãi hai đứa bay mà. Đồ nặng quá, uống không nổi luôn. Thôi không uống nổi đâu mày, còn nghỉ đi. Ê, nhà mày còn rượu không? Chứ một năm 365 ngày mà 364 ngày mày nhậu rồi mày đừng nói với tao là mày không có thủ rượu sẵn trong nhà nha. Hay quá, nhà tôi mà không biết hết á. Thì có không? Giờ có không? Ê, nhớ rồi. Có, đợi tao chút xíu. Đợi đi. Thằng này bây giờ phát hiện nè. Có rượu ngon giấu mình. Giấu bạn Hiền. Uống mình. Ăn về. Đây. Ơi. Quên. Trời ơi, nguyên một bình rượu mày giấu anh em mà. Giấu gì? Mở coi. Hàng chất lượng nha tụi bay. Ngâm tàn là đồ quý rồi không á. Mày thơm. Phải không? Ủa rượu thơm quá mày. Uống. Ê, đổ rượu này đi. Ê, Lục ăn nhậu mày không biết hả mày? Thà bị cắt cổ còn hơn là đổ rượu. Đúng rồi đó. Ráng bóp mũi uống hết đi.
Hey, xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Ê, tao múc cho. Tụi bay không biết múc hư rượu tao hết. Tao nói tụi bay nghe nha. Rượu này á là con vợ tao nó nói là tới ngày tân gia đem ra đãi khách với lại bạn bè. Mà hôm nay có hai cốt bay qua. Khá lệ. Chơi luôn. Chơi luôn rồi. Vậy mới gọi là nhậu nè. Trời ơi. Rượu ngon mày. Uống vô rượu ngon quá chất. Ê, mấy mày nó sướng gì đâu mày. Nè nè nè. Rượu đâu có rồi coi. Ê, cái gì? Đúng rồi. Mày vừa mới nói là rượu này, vợ mày nó nói là đến khi nào mà tân gia mới mang ra đãi khách. Bây giờ mày mang ra đãi hai đứa tao. Sợ một chút xíu nữa nó về nó quýnh mày đó. Nó về nó đánh thì bầm đầu nè. Tụi bay nói hay quá ha. Vợ mà tưởng như là bà nội vậy mày. Tao nói mày nghe, ăn nhậu là chuyện của đàn ông. Chuyện của phụ nữ là bếp núc. Không có được xen vô cái chuyện này. Đàng hoàng nó cho bóp tay liền. Đó, nó đúng á. Anh em mình đã không gái cứu, cờ bạc, hút chích rồi. Chỉ còn mỗi thứ vui là nhậu thôi à. Bây giờ không lẽ giờ nhậu đi xin phép vợ hả mày? Mặt chết, đúng không? Nè 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 nè, tao nói hàng mày nghe. Kể cả mình thích gái gú, thích cờ bạc, thích cái gì cũng được. Đàn ông mình là trụ cột gia đình phải quyết hết. Đàn bà không được xen vô là bóp tay. Vô, vô, vô. Ủa Phương, em mới về á? À? Vô, à. Vô đây ngồi chơi với tụi anh nè. Ờ đi đâu về, trễ vậy em? Ủa sao không đợi mưa tạnh rồi em về mà về trời mưa vậy? Vô ngồi chơi với bạn anh nè. Ngồi chơi em. Con mày chắc tại bên nhà nó có chuyện gì nó không vui nó mới vậy đó. Anh em mình nhậu đi. Vô mà. Đúng rồi mày. Phụ nữ mà đứa nào á. Tháng này có mấy ngày có ở mà. Nhậu đi. Ờ, vô. 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 Đã quá mày. Vô 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 vô. Rồi anh em mình uống cái này nữa mình về. Okay. Mệt mệt thôi. Vô. Rồi, về nha. Hôm nào tân gia gặp lại. Rồi, về, okay. Bye. Về, 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 xin phép vô nhà nha. Ừ. Đây, dọn giùm nha. Nói vợ. Anh đi về nha em ơi. Được rồi, anh về nha. Rồi, về, về. Về cẩn thận nha. Rồi. Rồi. Đó, này vui quá mày ơi. Mày đi. Rồi. Té mày. Dạ. Nhậu xong rồi nè. Biết vợ thích ăn xoài nên chồng đem trái xoài này cho vợ nè. Để chồng gọt cho vợ ăn nha. Thôi đi. Chịu hết nổi rồi, anh nghiền nhậu tới cỡ vậy hả? Bình rượu tôi đã nói là để tân gia hãy uống. Đợi thêm vài ngày nữa anh chết hay sao? Mà phải đem ra hầu đám bạn anh vậy? À, tôi nói cho cô biết nha. Tôi nhịn cô nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Lúc cô về, cô gặp bạn tôi mặt cô làm lì lì. Không chào hỏi ai một tiếng. Bây giờ tôi đã biết lỗi rồi, tôi xuống nước. Em phải đây cho cô ăn mà cô làm thái độ vậy hả? Nhìn cái gì? Ôi đàn bà mà hổn như cô, ngày tôi giết cô ra chưa? Anh cầm dao chỉ vô mặt ai vậy? Anh coi lại anh đi. Ngoài nhậu nhẹt bê tha ra, anh còn làm được cái gì nữa? Mà đòi tôi phải tôn trọng anh hả? Cái căn nhà xây lên là để vợ chồng công chí làm ăn. Chứ không phải xây lên để cho anh kiếm cớ nhậu nhẹt. Như vậy, tha ở liều rách cũng hơn. Điệp đi! Đàn bà với cô biết cái gì mà nói? Vì cái hũ rượu của cô mà giờ cô lên mặt nặng mặt nhẹ tôi hả? Có ngại anh giết cô bây giờ á. Anh thôi đi. Anh hù vợ ai? Cái gì? Giờ cô không tin đúng không? Cô giỡn mặt với tôi nha. Tôi nói một lần nữa. Vợ á, mày biết nghe lời chồng. Cô mà láo với tôi. Đâm cô đi cho. Anh thôi đi. Hồi đó tôi mà biết anh là người như vậy, chết cũng không lấy người như anh làm chồng đâu. À, bữa nay mà mày dám lên mặt với tao hả? Chắc là mày có thằng nào khéo ở ngoài đúng không? Đúng. Anh ra mấy thằng ngoài kia còn tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Không phải là con sâu rượu như anh. Đâu? Bữa nay tao sẽ giết mày. Mày!
lại cho tao. Chạy không? Giết mày. Làm cái gì đây? Buông ra. Thằng điên. Buông tôi ra. Buông ra. Làm cái gì? Bị cáo Đặng Ngọc Phương, vì sao bị cáo lại giết bị hại là anh Nguyễn Văn Toàn, đồng thời là chồng của bị cáo? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo không cố ý đâm chồng mình. Do anh nhậu xỉn, hai vợ chồng có cãi nhau, anh cầm dao dọa giết bị cáo. Bị cáo đã nhiều lần kêu anh dừng lại nhưng anh không chịu, càng tấn công đòi lấy mạng bị cáo. Lúc đó bị cáo lấy được con dao định chạy ra ngoài thì bị anh túm lại siết cổ, không thở được, hoảng loạn quá bị cáo mới quơ con dao để cho anh dừng lại. Nhưng không ngờ, tại sao trong khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bản thân bị hại là người đang trong tình trạng say xỉn mất ý thức như vậy mà bị cáo lại không bình tĩnh chờ chồng tỉnh rượu rồi hãy tìm cách khuyên giải? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo do bức xúc về việc chồng của mình suốt ngày cứ nhậu nhẹt đã từ lâu, thêm phần anh lúc nào cũng tự ý làm mọi việc theo ý của mình mà không hỏi ý kiến của bị cáo. Hôm đó cũng chính ảnh đã tự ý lấy bình rượu mà bị cáo để dành cho lễ tân gia ra mời bạn bè, khiến cho bị cáo càng không bình tĩnh được. Thiệt sự lúc đó bị cáo không suy nghĩ được gì nhiều hết. Bị cáo chỉ mong nói cho chồng hiểu, cũng là cho bỏ tức. Nhưng không ngờ sự việc đã đi quá xa. Khi biết mình đã lỡ đâm chồng, bị cáo có cố gọi người tới giúp để đưa đi cấp cứu, nhưng anh vẫn không qua khỏi. Bị cáo hối hận lắm. Vợ chồng chung sống với nhau khó tránh được xảy ra mâu thuẫn bất đồng, nhưng là vợ biết rõ tính chồng hay nhậu nhẹt say xỉn thì đáng ra bị cáo nên có cách xử sự khéo léo hơn, hoặc nhờ những người thân trong gia đình có tiếng nói để giúp đỡ nói chuyện với chồng. Cơm sôi thì nên nhỏ lửa. Chẳng lẽ đạo lý hôn nhân này mà bị cáo cũng không nhớ hay sao? Mời đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét qua hồ sơ vụ án, viện kiểm sát xét thấy hành vi của Đặng Ngọc Vương đối với bị hại là anh Nguyễn Văn Toàn là giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Sau khi đâm bị hại, bị cáo cũng đã đưa bị hại đi cấp cứu và đến công an đầu thú khi biết bị hại không qua khỏi. Trong quá trình điều tra, bị cáo Vương có thái độ thành khẩn khai báo và thật sự ăn năn hối cải với hành động của mình. Do đó, viện kiểm sát đề nghị mức phạt 18 tháng tù giam và 36 tháng thử thách về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng đối với bị cáo Đặng Ngọc Vương. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp của người bị hại, ông Nguyễn Văn Linh đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông cho biết trong quá trình bị hại Nguyễn Văn Toàn và bị cáo Đặng Ngọc Phương chung sống có xảy ra mâu thuẫn không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, bình thường á thì thằng Toàn con tôi nó khi nóng nảy lắm, nhưng mà mỗi lúc nó uống rượu vô sai rồi nó trở nên hung hăng rồi gây chuyện với vợ nó. Còn con Phương á thì nó thương chồng, nhưng mà nó cũng khó chịu về cái chuyện mà chồng nó nhậu nhẹt. Cho nên mỗi lần mà chồng nó uống rượu vô là nó hay càng ngày lớn tiếng. Vợ chồng tôi mặc dù không ở chung nhà nhưng mà cũng đã nhiều lần ngăn cản rồi hòa giải cho vợ chồng nó rồi. Ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Đặng Ngọc Phương không? Thưa hội đồng xét xử, con Phương
nó cũng là dâu của tôi. Mà sự việc xảy ra nông nổi như vậy á, là cũng do lỗi hai bên. Thì ông Phương cũng đã quỳ tạ tội với gia đình tôi rồi. Thì tôi nghĩ là cái tòa án lương tâm á, mới là tòa án khắt khe nhất. Thì xin hội đồng xét xử coi giảm nhẹ án để cho tôi còn làm lại được cuộc đời. Mời ông ngồi xuống. Mời đại diện người nhà bị cáo, ông Đặng Thành Lương đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Đặng Ngọc Phương không? Thưa hội đồng xét xử, giờ tôi chỉ có biết nói là vô cùng xin lỗi đến gia đình thông gia. Con dạy thì cái mang, dù có xin lỗi bao nhiêu lời, trả giá bao nhiêu thứ, cũng không thể làm con rể tôi sống lại được. Nỗi đau này cả hai bên gia đình đều phải gánh chịu. Chỉ mong pháp luật khoan hồng để cho con Phương nó sớm được ra tù, còn về chuộc lỗi với lại cha mẹ chồng. Mời ông ngồi xuống. Bị cáo Đặng Ngọc Phương, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì chồng của bị cáo cũng không sống lại. Bị cáo rất đau lòng và ân hận vì một phút nóng giận mà gây ra hậu quả lớn đến vậy. Nhà thì xây xong nhưng chưa được ở thì vợ chồng đã. Bị cáo chỉ mong xong thời gian chấp hành bản án sớm để dễ thay chồng phụng dưỡng ba mẹ, chuộc lại lỗi lầm của mình. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Đặng Ngọc Phương với bị hại là anh Nguyễn Văn Toàn là giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Sau khi gây án, bị cáo đã đưa bị hại đi cấp cứu, đầu thú và thành thần khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, áp dụng điều 96, điều 46, điều 47 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Phương 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội giết người cho vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và thử thách 36 tháng. Ngoài ra, buộc bị cáo Phương phải bồi thường số tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 40 triệu đồng. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Một ngôi nhà mới được xây lên, những tưởng nó sẽ mang đầy tiếng cười cho đôi vợ chồng trẻ cùng nhau lập nghiệp. Nhưng người thì chết, kẻ đi tù, mà nguyên nhân cũng chỉ do rượu, do không biết kiểm soát cơn giận dữ của chính mình. Sau vụ án, bỗng nhiên trong tôi hiện lên thật nhiều điều giá như người chồng lo tu chí làm ăn, đừng quá ham nhậu nhẹt bê tha. Giá như người vợ tinh tế khôn khéo hơn trong cách hành xử. Giá như người chồng hiểu hơn cho suy nghĩ của vợ cũng như vai trò của mình trong gia đình. Giá như người vợ biết chọn đúng thời điểm để nói chuyện, để góp ý. Và giá như sự việc đáng tiếc này chưa từng xảy ra. Thiết nghĩ không biết còn bao nhiêu tình cảnh éo le như vậy nếu như chúng ta không biết kiểm soát lời nói và hành vi của chính mình. Vậy nên hãy coi phiên tòa hôm nay như một lời cảnh báo, và đừng bao giờ đánh mất lý trí để rồi phải thốt lên hai chữ giá như, quý vị nhé. Dạ em chào anh ạ. Em có chuẩn bị hồ sơ sẵn giống như yêu cầu của anh hôm trước á, anh xem lại giúp em nha. Ủa, chứng minh bản chính có chồng này chưa? Dạ em mới để chứng minh photo thôi à. Đưa cho anh chứng minh bản chính đi. Dạ dạ. Dạ đây là chứng minh của em ạ. Bây giờ em làm luôn được không?
Dạ dạ, nếu anh cho em làm liền luôn được thì tốt lắm anh. Dạ. Đức tên. Dạ. Cho anh nhờ một cái. Gì anh? Dạ. Đây là nhân viên mới tên Duy. Bây giờ anh ra ngoài có công chuyện, hai em coi chỉ việc cho bạn. Không. Rồi Duy ở chung phòng với hai em á, hôm qua anh có nói với chuyện với hai đứa rồi đó. Cái gì vậy anh? Cái phòng mình nó chật chội vậy, hai thằng ở vậy mà thêm thằng nữa sao mà chứa nổi anh? Đúng rồi anh, chật quá trời rồi. Thì công ty còn phòng trọ quá trời, anh không cho bạn ở đi. Cái phòng đó ở được 3-4 người lận. Bớt ý kiến đi. Bây giờ anh ra ngoài có công chuyện, chiều anh về để coi chỉ việc cho bạn đi. Dạ. À, nhớ đưa cho Duy một chìa khóa, không? Dạ. Biết rồi. Em có thắc mắc gì á, hỏi hai bạn. Dạ, biết rồi. Cảm ơn anh nha. Dạ, em chào anh. Đưa nó về đi. À, dạ, em tên là Duy. Em mới vô, em không biết gì, có gì hay anh chỉ dạy em nha. Thôi, không dám chỉ đâu. Chìa khóa nè, vậy chọn phòng cuối cùng á, đằng sau cửa hàng này. Dạ. Mày ở lại chỉ đi, tao đi xuống kho kiểm tra hàng, không có rảnh đâu. Mày chỉ đi chứ. Ê! Ê! Dạ, vậy trước tiên bây giờ mình làm gì anh? Biết công việc phát tờ rơi không? Dạ, em biết. Nè, cầm sắp tờ rơi này nè, ra mấy ngã tư, khi nào phát hết rồi về. Hiểu chưa? Dạ, em biết rồi anh. Biết rồi, đi đi. Dạ. Dạ, anh chào cô. Tệ tính. Sáng mày đi làm sao mày không đóng cửa tắt đèn mày? Mày đã sao mà? Ủa, tao nhớ tao đóng cửa mà ta. Hay tao quên? Đóng cửa cái gì? Ê, có khi nào thằng mới nó về không? Ôi, có ai trong phòng không? Có ai đâu. Ê, tao nói mày nghe nha. Tao nhớ lại cái mặt thằng hồi sáng á. Tao nhìn tao mắc cười mày. Tao cũng mắc cười. Cái mặt thằng quỷ đó tao thấy nó quê quê, nó ghê ghê thì sao mày ơi. Mày thấy vậy không? Y chang luôn. Ê, mà tao nghe ông Lợi nói á, thằng này á, lúc trước á, nó có phẫu thuật cái não á. Đừng có giỡn nó nha. Có khi nào ở chung với nó, nó làm gì tao mày không? Vậy là sắp tới tao mày phải có chừng đồ đạc cái tiền bạc nha, chứ có gì là mất công lắm á. Ừ, mà anh Lợi còn giận tao á là thằng này lúc trước đi tù vì bán ma túy. Đừng có giỡn nha mày. Gì ghê vậy? Ừ. Thôi thôi đi, thì ráng ở tới thời gian nữa đi, rồi tìm cách đuổi cổ nó. Ừ. Giờ đóng cửa đi anh mày, nó bụng quá.
đi. Ủa? Ai vậy? Mở cửa coi. Tao khóa cửa rồi. Ê! Có ai ngoài đó không? Mở cửa. Mở cửa. Đừng có số hàng nói đâu. Mở cửa. Mở cửa cho tôi. Ai ngoài đó vậy? Sao khóa cửa ngoài vậy? Mở cửa coi. Alo, con nghe nè má. Dạ, công việc con tốt, con cũng khỏe nữa. Sao má gọi cho con giờ này vậy? Còn, má yên tâm đi, con mới xài còn nhiều lắm. Với lại con cũng lớn rồi, con phải đi kiếm tiền con lo cho má chứ. Chứ không lẽ là con xài tiền của má hoài vậy? Dạ, con biết rồi. À, thôi má lo nghỉ ngơi sớm đi. Con cũng nghỉ luôn để mai con đi làm sớm nữa. Dạ. Con biết rồi. Vậy thôi nghe má. Mở cửa. Lẹ lên. Mở cửa. Mở cửa, mở cửa. Có ai không mở cửa giùm đi. Ủa? Ông còn ở phòng hả? Hồi nãy á, tụi tôi về mà không có thấy ai ở phòng hết á, cho nên đi ăn. Tại không biết. Tôi xin lỗi nha. Ê, xin lỗi nha. Nào giờ trong phòng có hai thằng tôi à. Giờ có thêm người mới như ông á, không có nhớ. Mà sao ghế gãy vậy? Không có gì hết trơn á. Để mai tôi mua tôi đền cho. Trời ơi, đi làm công rồi có tiền mua đền luôn hả? Ừ, có tiền vậy á, sao không thuê nhà bự bự ở đi. Ở chi đây cho chật chội vậy. Ừ. Ê, không có sao không vậy? Không có sao hết á. Cả ngày hôm nay tao bốc vác ở ngoài kho nhừ cái tay tao luôn á. Tao cũng vậy nè, đi phát tờ rơi rồi còn đi giao hàng nữa. Ê mày, cái thằng mới sao giờ này chưa về nữa mày? À, hồi nãy ông Lợi đưa cho nó hai sắp tờ rơi á, kêu nó phát thêm. Người mới cho nên ông ép lắm mày ơi. Cái gì kìa? À, hôm nay hai anh về sớm à? Ừ. Tao với mày á, khóa cửa nhốt nó lần nữa. Chơi không? Chơi. Nó đi thắm rồi, nhanh đi. Khóa đi. Tao lại hai ba chân sáu tao hoài vậy hả? Ê,
cái thằng vào tù ra thám. Mày... tao nghe nói á là mày bị thần kinh đúng không? Mày quậy đủ chưa? Tao không thả nó rồi sao? Mày thả nó ra chưa? Tao mà ra được đây, tao giết hai mặt chó tụi mày đó. Mày ra đây. Mày ngon, mày đây mày giết tao nè. Ngon. Chìa khóa nè. Mày mở cửa lẻ lên cho tao. Mày quậy đã đi. Khốn nạn. Alo, anh Lợi hả? Anh qua nhà trọ gấp đi, có chuyện rồi nè. Dạ. Tao làm cái gì mà hai đứa mày tính phá tao? Hả? Thả tao ra, hai thằng khốn nạn, nhanh lên! Mở cửa. Làm gì vậy? Anh hả? Tại hai thằng nó đó. Anh biết chuyện gì nhưng mà đánh tôi hả? Tại hai thằng nó nói xấu tôi, ngày nào cũng khóa cửa nhốt tôi hết đó. Ai nói xấu mày? Hai thằng chó này nè. Thấy mày không có việc làm, cho mày việc làm. Làm được tới 2 ngày à? Làm lỏ mày. Thứ vào tù ra tội như mày khó đào tạo quá. Anh biết cái gì mà nói? Tại hai thằng này nè, nó kiếm chuyện tôi trước á. Thôi 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 thôi, ta không rảnh đâu nghe mày giải thích. Đi ra dọn đồ, đi khỏi đây. Đi về quê á, đi ở đợi giống như má của mày á. Thành phố này nè, không ai chứa nổi mày đâu. Anh nói gì thì nói, anh đừng đụng tới má tôi nha. Sao? Ê, tao nói không đúng hả? Bây giờ không có nói nhiều. Giờ mày đi không? Mày đi tao kêu công an á. Mày đừng vô tù một lần rồi. Chán hả? Nếu mà anh muốn tôi đi, anh đưa chứng minh gốc đây, với đưa 2 ngày tiền lương cho tôi đây. Mày nghĩ sao vậy? Hả? Mày đặt đò tao chưa bắt đền của mày. Đòi ngày công hả? Giờ mày đi không? Nhưng mà anh đưa chứng minh đi rồi tôi đi. Hai thằng mày á, lấy đồ của thằng điên người ta. Lúc đó mà đừng cho tao. Bây giờ đưa chứng minh gốc cho tôi chưa? Anh không đưa, tôi giết anh chết đó. Mày ngồi mày làm đi. Anh, mày làm đi. Đi liền cho tao vậy nha. Mày nghe anh Lợi nói gì chưa mày? Xin mời mày ra khỏi phòng tao. Nhanh hai... lên! Hai thằng chó! Mày nhớ mặt tao đó! Sợ quá nè! Tao đang sợ đó! Ê! Yeah! Mày quậy đủ chưa? Tao không thả nó rồi sao? Thứ vào tù ra tội như mày khó đào tạo quá. Đi ở đợi giống như má của mày á. Nè, hai thằng mày á, lấy đồ của thằng điên người ta. Rút con mày đừng cho tao. Bị cáo Huỳnh Ngọc Duy, tại sao bị cáo lại có hành động dùng dao đâm chết Hồ Tấn Lợi? Dạ thưa hội đồng xét xử, do anh Lợi hành động quá đáng với bị cáo, với lại anh Đức và anh Tính chơi xấu bị cáo. Ngày nào đi làm về cũng bị hai người đó khóa cửa nhốt bị cáo lại trong phòng, không cho bị cáo đi ra ngoài để ăn uống. Khi biết chuyện, anh Lợi chẳng những không binh vực bị cáo mà còn đánh bị cáo, rồi đuổi bị cáo đi, rồi không trả chứng minh nhân dân lại cho bị cáo, mà còn buông lời lẽ xúc phạm bị cáo với má của bị cáo nữa. Cho nên bị cáo tức quá, bị cáo mới hành động như vậy. Mời anh Bùi Ngọc Đức là nhân chứng của vụ việc đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử.
Tại sao anh lại có hành vi khóa cửa nhốt bị cáo trong phòng dẫn đến hậu quả đáng tiếc như vậy? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, ngày đầu tiên thì tôi không có biết là Duy ở trong phòng. Còn ngày thứ hai á, vì muốn đùa nên tôi mới như vậy. Thật sự là tôi về tính á, không có thích anh Duy ở chung phòng với mình, nên tôi mới khóa cửa nhốt anh Duy. Nhưng mà không ngờ lại hậu quả lại đáng tiếc như vậy. Vì trò đùa quá đáng như vậy mà hậu quả xảy ra vô cùng nghiêm trọng, anh có ý thức được không? Dạ thưa hội đồng xét xử, thật sự bây giờ tôi và tính rất là ân hận. Chỉ vì sự trẻ con quá đáng của mình mà gây ra hậu quả lớn. Tôi có lỗi với cái chết của anh Lợi và có lỗi với Duy. Tôi thật sự ân hận lắm. Chỉ vì những hành động cho vui mà hậu quả vô cùng đáng tiếc đã xảy ra. Một người chết, một người phải đi tù, và sau đó là nỗi đau của gia đình những người trong cuộc. Tuy không trực tiếp gây ra án mạng, nhưng anh và cả anh Tính cũng chính là một phần của nguyên nhân vụ việc. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Duy, tại sao khi bị giữ chứng minh thư, bị cáo không lên cơ quan chức năng trình bày hoặc có cách hành sự văn minh mà lại giải quyết một cách cực đoan như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, vì đêm đó anh Lợi không chịu trả chứng minh cho bị cáo rồi đuổi bị cáo đi, nên bị cáo mới lang thang ngoài đường rồi vô nhà nghỉ để thuê chỗ nghỉ. Nhưng mà người ta không cho vì bị cáo không có chứng minh nhân dân. Rồi lúc đó bị cáo rất là tức, rất là giận anh Lợi. Rồi bên cạnh đó còn nghĩ tới câu chuyện mà anh Lợi đánh bị cáo và còn buông lời lẽ xúc phạm bị cáo với má bị cáo nữa. Cho nên bị cáo mới suy nghĩ là phải gặp anh Lợi cho anh Lợi một bài học mới được. Mời đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, đại diện viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Huỳnh Ngọc Duy đối với bị cáo Hồ Tấn Lợi là tội giết người, phát sinh từ những mâu thuẫn trong cuộc sống và công việc. Bị cáo đã dùng dao nhọn đâm bị hại khiến bị hại tử vong ngay sau đó. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm. Bị cáo cũng đã từng có một tiền án về tội tàng trữ ma túy. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi xúc phạm, không trả chứng minh cho bị cáo, gây ức chế. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức phạt 18 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Duy về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời ông Vũ Đức Tâm, đại diện hợp pháp của bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, con tôi chết thật là oan uổng. Bây giờ hai đứa cháu tôi phải lâm vào hoàn cảnh mồ côi cha, rồi sắp tới đây không biết lấy tiền đâu mà lo cho tụi nhỏ nữa. Tôi kính mong hội đồng xét xử tuyên bản án thật nặng cho tên giết người để làm gương. Mời ông ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Loan là người nhà của bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Trước tiên xin lỗi anh. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, Duy con tôi nó bị tai nạn nên bị chấn thương sọ não, mới phẫu thuật ở đây cho nên là vết thương chưa có hồi phục, cho nên là nó đã đi làm nặng nên là có hành động nông nổi như vậy. Nó thương tụi nghèo lại đi ở đỡ cho người ta, cho nên nó lên thành phố nó kiếm việc làm thêm. Không có ngờ lại xảy ra cái sự lớn như vậy. Kính xin hội đồng xét xử thương tình bệnh của cháu mà giảm án cho nó. Mời bà ngồi xuống.
Bị cáo Duy, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo cũng rất là ân hận về hành động của mình. Nhưng mà nếu như anh Lợi đức với tính không có quá đáng với bị cáo á, thì bị cáo đã không hành động như vậy. Kính mong hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Huỳnh Ngọc Duy đối với bị hại Hồ Tấn Lợi là giết người. Bị cáo là nhân viên của bị hại mới chỉ làm việc cho bị hại được 2 ngày. Mâu thuẫn từ việc rất nhỏ nhưng bị cáo đã chuẩn bị dao đâm bị hại tử vong. Điều này chứng tỏ bị cáo coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi hành sự không đúng đắn, hành vi đùa giỡn không đúng chỗ của Đức và Tính. Tuy không cấu thành tội phạm, nhưng chính vì hành động đó đã khóa cửa nhốt bị cáo trong phòng và buông lời xúc phạm làm kích động tinh thần của bị cáo. Căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Duy 18 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo cấp dưỡng cho 2 con của bị hại mức cấp dưỡng 2 triệu đồng tháng mỗi cháu cho đến lúc đủ 18 tuổi. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Má ơi, con xin lỗi má. Con chưa có báo hiếu cho má được ngày nào hết đó má ơi. Con, tôi xin lỗi Duy nha. Con xin lỗi bác. Con đường hoàn lương thật sự không dễ dàng. Và bị cáo Duy một lần nữa phải vào tù với tội danh giết người. Nhưng khi theo dõi phiên xét xử này, tôi nhận ra nếu như tất cả những người trong cuộc biết sống tốt, sống đúng đắn với nhau, biết bỏ qua những lỗi lầm ở quá khứ, thì cái kết đâu phải đau lòng, người chết, kẻ tù tội. Và chắc hẳn rằng Đức và Tính cũng sẽ ám ảnh suốt phần đời còn lại. Bởi chính hai người cũng là một phần nguyên nhân tội ác. Đã từng có quá nhiều vụ án chỉ vì cách cư xử giữa người với người. Và mong rằng phiên tòa hôm nay cũng như một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Thưa ba má, như con cũng trình bày với ba má từ trước đó, con mong là ba má chấp thuận cho hai đứa con được đến với nhau. Nó cũng có một đời chồng rồi, chứ có phải còn con gái đâu mà chấp nhận. Má không có đồng ý. Má, dù sao con cũng có một đời vợ rồi mà má. Ba má làm ơn á, suy nghĩ thoáng một chút giùm con đi ba má. Dạ, con mong hai bác chấp thuận cho tụi con. Con với anh Quang Thiên thương nhau thiệt lòng. Vì cả hai cũng từng có gia đình rồi, nên tụi con cũng không muốn rình rang. Chỉ làm mâm cơm ra mắt là được. Con mong hai bác hiểu và thương tụi con. Quang nè. Dạ. Ba má không có chịu. Còn nếu như cái chuyện cưới á, có con trai thì rồi tính. Ba, ba, má ơi, má thương con đi má. Dù sao á, con thấy má làm việc nhà mình cũng vất vả. Hay là bây giờ á, má để cho Linh về nhà sống chung với mình đi má. Có gì á, Linh phụ má một tay nha. Nha má.
Dạ, con xin phép bác cho con về đây ở, để con phụ việc nhà với bác nha. Đi má. Mày muốn làm gì phải làm đi. Em đừng có lo, ngày mai em dọn qua đây sống luôn đi. Ba má nói vậy thôi á, chắc ba má đồng ý rồi đó. Nhưng mà như vậy có được không anh? Em yên tâm đi, tính ba má anh hiểu. Dù sao á, anh cũng là một thằng con trai độc nhất. Ba má mà không đồng ý phải không, anh dọn ra ngoài anh sống riêng với em luôn. Lúc đó ổng bả ra ngoài á, năn nỉ văn xin anh về nữa. Rồi, đừng lo nha, mai dọn qua nha. Chào em. Đang lau nhà hả bà xã? Đang lau nhà mà. Thì em lau đi, chứ anh có dành lau với em đâu mà em nói. Thì anh thấy em đang lau nhà, ít nhất á anh cũng phải bỏ đôi giày ở ngoài chứ. Lau nhà cũng cực, cũng vất vả lắm chứ bộ. Bây giờ sao? Có cái việc lau nhà không em làm nổi không? Trước giờ không có em á, một mình má vẫn làm mà. Má có kêu ca hề hà gì đâu. Mà bây giờ em nói, trong khi đó là chúng mình thống nhất với nhau á, là về nhà này em phụ má làm việc nhà. Bây giờ em sao? Nói vậy chẳng khác nào tôi là con ở trong cái nhà này hả? Đúng rồi đó. Con nghĩ coi, có được ăn được ở trong cái nhà này, rồi cô còn được con trai tôi đi làm về nuôi cô nữa, có con ở nào mà sướng như cô không? Thôi má, không có gì đâu má. Nè, tôi nói cho cô biết nha, tôi thương con trai của tôi á, cho nên tôi mới cho cô về ở chung với cái nhà này. Trời đất ơi, nó đi làm về cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Cô nó mà càm ràm lên lớp nó, có tưởng tôi là ai hả? Lão nhà có một chút hả? Má, tôi mệt lắm hả? Thôi má đừng la má, không có gì đâu. Còn chị nói anh á, đi làm về thấy con đang lau nhà thì có ý một chút tháo đôi giày ra, con có nói gì sai đâu. Má, mày thấy chưa, vừa lòng mày chưa đó? Bây giờ nó về nó cãi xong xỏn á. Nè, nói cho cô biết nha, cô đừng có tưởng á là con cho cô về để ở ha, là tôi chấp nhận cô là con dâu của tôi nha. Cảm ơn, nói câu nào hả là trả lời câu đó hả? Cô leo lên đầu tôi con ngồi luôn đi. Ôi trời ơi, em đi một tiếng được không? Ở nhà này nè, có việc gì mà con không làm đâu. Vừa làm, vừa phải nghe la lối nữa. Mà có bao giờ con dám nói lại đâu, con dám cãi lại bác đâu. Thôi, anh nói em im đi. Có gì vô phòng lát anh em nói chuyện. Nè, má nó không đúng sao em cãi? Không có đi đâu hết á. Cái con này bây giờ nó quá đáng lắm rồi. Nè, bây giờ má không có chấp nhận nó ở trong cái nhà này nữa nha. Nè, con im đi. Cái loại vô học với nó đó, mà má nó không biết dạy nó, dạy đây để má dạy nó. Thôi nữa. Bác nói con sao cũng được, không được nói gia đình con như vậy. Mua cái coi. Con này khổ má vậy. Con về đây ở cũng vì con thương anh Quang. Con biết á là bác không coi con ra gì. Con không đi làm kiếm ra tiền, nhưng mà việc gì ở cái nhà này mà con không làm hả? Im đi, nói hoài vô học đi đó, anh nói chuyện với em sao? Không có gì đâu hết á. Thấy chưa, mày thấy chưa, mày sáng mắt mày ra chưa? Đó, mày thấy chưa, tao nói một câu á, nó cãi tao xong xong một câu. Nói chung là tao không có cho nó ở trong cái nhà này nữa. Mày, ra. Mày mà binh vực đó hả, tao đâu mày luôn. Im đi thôi. Cái nhà này á, không có chứa chấp cái loại đàn bà hư hỏng như cô. Mau vô dọn đồ, cút ra khỏi nhà tôi. Bà, còn mày nữa, mày muốn sao nữa, ra khỏi nhà tao. Thôi vô nhà này tuyệt tử tuyệt tôn. Còn nếu như cái chuyện cưới á, mỗi con trai đều thích. Được ra đó nữa, lo mày vô dọn đồ đi. Đã vậy á, khóa cái bầu này luôn. Em nói thiệt hả?
em đang có bầu hả em? Con trai hay con gái vậy em? Chưa siêu âm. Đúng siêu âm vậy? Cô báo cho cả nhà biết. Gì vậy ngày mai á, anh dẫn em đi siêu âm nha. Ơi, thiệt tình là sao con có bầu mà con không nói cho má biết vậy? Trời ơi, cứ im như vậy á là ôm hết việc trong nhà hả? Nếu mà đã có bầu rồi á thì coi như con cháu của nhà này họ ở lại đây đi. Nè, nghe má nói nè, từ đây sắp tới á là má cấm không có được đụng cái gì trong cái nhà này nữa chứ. Mọi việc trong nhà để yên cho má, nghe không? Thằng Quang nữa. Dạ. Không có được làm cho nó buồn, nghe không? Dạ con biết rồi má. Mà thôi lau nhà đi, lau nhà phụ vợ dạ, đi. Dạ dạ dạ. Con đi vòng nghỉ ngơi. Đi vòng nghỉ ngơi. Trời ơi, má đã dặn rồi, cái chuyện nhà để cho má làm, nghe không? Không có được làm gì hết á. Đi vô trong nghỉ ngơi, nghe lời má, đi vô liền. Con làm có chút xíu rồi mà. Không có làm gì hết á, bước vô phòng nghỉ ngơi cho tôi. Dạ. Nè, đi từ từ đó. Dạ. Linh à. Dạ. Trời má ơi, sao đóng cửa chi để ngợp vậy con? Dạ. Ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ. Cẩn thận á. Nè, uống sữa đi nè. Dạ. À. Hả? Bị cái gì vậy con? Dạ, thằng cu tí nó đạp con đó bác. Bác hoài à. Từ ngày đi siêu âm về, biết con trai á là má đã kêu đổi cách xưng hô rồi mà cứ bác hoài à. Con ạ, con xin lỗi má, con quên. Không có quên nữa nha. Dạ. Thôi, uống sữa đi cho nó khỏe. Cho nào đứa tôm á chắc nó đói rồi đó. À, má ơi, vài bữa nữa con sanh em bé rồi. Con tính xin phép má cho con về bên ngoại để thăm ông bà ngoại. Không có được, về bên đó ai mà chăm. Dạ, má yên tâm nha má. Ở bên nhà có ông bà ngoại, rồi có thêm dì ba của nó nữa mà. Rồi khi nào đi, rồi ai chở đi? Dạ, nếu má cho phép con á thì sáng sớm ngày mai con kêu bé ba qua đón con. Thôi thôi thôi, bé ba nó qua đón đi xe máy nguy hiểm lắm. Con muốn đi á thì đón taxi mà đi. Dạ. Thôi uống hết sữa đi. Rồi chuẩn bị đồ đạc. Mà có cần má phụ gì không? Dạ không má, con soạn có mấy bộ đồ à. Vậy cũng được. Thôi uống hết sữa đi rồi nghỉ ngơi sớm. Dạ. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Làm sao để mình không bị lộ đây? Theo như lịch khám giả thì hơn 10 ngày nữa là mình sanh rồi. Alo.
Em à? Ủa em khỏe không? Sao nghe cái giọng của em kỳ kỳ quá vậy? Em đâu có sao đâu. Chắc tại mới đi khám về nên là em hơi mệt một chút. Em đi khám rồi con mình khỏe không em? Bác sĩ nói sao? Dạ, con khỏe anh, khỏe lắm. Anh yên tâm nha. Dạ yên tâm rồi. Thôi, em nghỉ ngơi sớm đi. Rồi có gì mai anh xuống đón nha. Dạ anh, em mới chơi với nhà có mấy ngày rồi. Hay là anh để cho em chơi vài bữa nữa nha. Thôi vậy cũng được. Nhưng mà em nhớ đi đứng cẩn thận giùm anh nha. Dạ em biết rồi. Còn nếu như cái chuyện cưới á, con còn chạy đi rồi tính. Nói chung là tao không có cho nó ở trong cái nhà này nữa. Mày mà binh vực đó hả? Tao tự mày luôn. Con mau vô dọn đồ, cút ra khỏi nhà tôi. Mình không thể mất anh Quang được. Bằng mọi giá, mình không thể mất anh ấy được. Bị cáo Nguyễn Thùy Linh, tại sao bị cáo lại có hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo trót lừa gia đình anh Quang là mình đã có bầu. Bị cáo lo lắng, sợ sự thật bị bại lộ nên bị cáo mới làm như vậy. Tại sao bị cáo lại phải nói dối, phải làm giả bụng màu? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo rất thương anh Quang. Bị cáo xem ảnh như là chỗ dựa của bị cáo, nhưng chính gia đình anh ấy lại ngăn cản chuyện tình cảm. Tuy bị cáo được cho về sống chung, bị cáo làm tất cả mọi việc chẳng khác gì ở đợn, nhưng luôn bị ba má ảnh trách móc, chỉ chiết. Thậm chí bị cáo còn bị đuổi ra khỏi nhà vì từng nghe ba của anh Quang nói nếu sanh được con trai thì sẽ cho cưới, nên bị cáo mới phải nói dối. Bị cáo đang muốn có con, sao bị cáo lại bắt cóc con của người khác? Bị cáo có nghĩ tới ba mẹ, gia đình của cháu bé sẽ như thế nào không? Bị cáo có biết rằng bắt cóc trẻ em là phạm tội hình sự hay không? Bị cáo chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà bất chấp đến sự an toàn của cháu bé. Cũng may là cháu bé được cơ quan chức năng giải cứu đưa về với cha mẹ ruột kịp thời. Nếu không, hậu quả sẽ không thể nào lường được. Dạ. Yeah. Bị cáo rất hối hận. Bị cáo suy nghĩ không chín chắn. Lúc đó chỉ mong tìm được cách để đối phó với gia đình anh Quang mà không suy nghĩ được nhiều. Bị cáo rất hối hận. Thưa hội đồng xét xử, mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thùy Linh đối với bị hại Trần Thanh Liêm là chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Đây là hành vi rất nguy hiểm và coi thường pháp luật. Bị cáo lấy lý do cần phải có con để qua mặt gia đình người yêu nên đã làm một bụng bầu giả. Đến ngày sinh nở, sợ sự thật bị lỡ vỡ nên bị cáo đã tiến hành bắt cóc cháu Liêm.
Tuy sự việc chưa quá nghiêm trọng, cháu bé đã được giải cứu và trao trả lại cho cha mẹ ruột. Nhưng hành vi của bị cáo cần được xử lý nghiêm để làm gương cho xã hội. Căn cứ vào điều 153 Bộ Luật Hình Sự, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thùy Linh về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Mời đại diện Viện Kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Trần Đình Quân là đại diện hợp pháp của bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của Viện Kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, cũng may á, là con tôi không bị gì. Chị Linh á, thì cũng đã xin lỗi gia đình chúng tôi. Cũng mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho chị Linh. Mời anh ngồi xuống. Mời anh Nguyễn Thanh Quang đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh và bị cáo Linh tuy chưa kết hôn nhưng vẫn chung sống với nhau như vợ chồng. Tại sao vợ anh mang thai giả mà anh không hề hay biết? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, từ lúc mà Linh báo tin mang bầu là Linh đã xa lánh, không muốn tôi gần gũi Linh. Một phần vì tôi quá tin tưởng Linh, một phần vì không nghĩ là cái chuyện này mà Linh có thể bịa đặt ra được, nên tôi không có nghi ngờ Linh. Vậy có đúng trước và sau khi bị cáo nói mình mang bầu thì gia đình anh đối xử với bị cáo tốt hơn không? Dạ đúng thưa đồng xét xử, ba má tôi rất là vui khi biết Linh mang bầu cháu trai. Lúc đó ba má tôi còn tính đến chuyện đám cưới cho hai đứa tôi. Nhưng mà không ngờ. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Linh, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất ân hận vì hành động của mình. Bị cáo thành thật xin lỗi gia đình anh Quân. Cũng may là bé Liêm không sao, chứ nếu có chuyện gì chắc bị cáo ân hận suốt đời. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến của vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thùy Linh đối với bị hại Trần Thanh Liêm là chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Bị cáo đã làm giả bụng bầu để đối phó với gia đình anh Quang. Gần đến ngày sinh nở nên đã nghĩ cách bắt cóc cháu Liêm để qua mắt gia đình mà không hề lường trước được hậu quả. Tuy cháu bé đã được trao trả cho gia đình, nhưng hành vi của bị cáo Linh là vô cùng nguy hiểm, cần được xử lý nghiêm. Nhưng sau khi bị bắt, bị cáo cũng đã ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, căn cứ vào điều 153 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thùy Linh 5 năm tù về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Với tội danh của mình, tôi không biết nên thương hay nên trách bị cáo Linh. Vì tình yêu và vì những áp lực từ phía gia đình người yêu khiến cô tự biến mình thành tội phạm. Tuy cô không muốn gây ra tổn thương nào cho cháu Liêm, nhưng quả thực hành vi tước đoạt quyền được sống bên cha mẹ đẻ của bé là sai lầm, ích kỷ và nguy hiểm. Cũng may sự việc đáng tiếc không xảy ra, cháu bé đã được trao trả lại cho gia đình. Nhưng hạnh phúc, hy vọng về một gia đình bên người Linh yêu cũng đã chấm hết.
Nhưng nếu như gia đình Quang biết cảm thông hơn cho đôi trẻ, không quá nặng nề bởi những định kiến, thì thực sự kết cục đâu bi đát đến giường này. Trách Linh một thì tôi trách ba mẹ của Quang tới 10. Cũng chỉ vì can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái mà rồi cái giá phải trả thực sự quá đắng cay.